Xin chào. Chào mừng các bạn đến với Giáo sư Sáng Chế. Hãy luôn mang cho mình một ít kẹo bạc hà nhé. Vì các bạn sẽ chẳng bao giờ biết một ngày đẹp trời nào đó bạn lại gặp được tình yêu của đời mình đâu. Đầu tiên, dùng một cái dao rọc giấy, cắt nhãn dán hai bên và loại bỏ hoàn toàn phần trên của hộp. Cẩn thận, đừng làm đổ kẹo lúc mở nó ra nhé. Khi đã cắt bỏ phần trên, các bạn có thể dễ dàng lấy hết kẹo ra, để chúng sang một bên và giữ lại phần hộp đựng. Chúng ta sẽ dùi một cái lỗ bằng mỏ hàn ở phía trên một bên của hộp. Sau đó, để sang bên một vài phút trong khi xử lý cái phích cắm tròn nha. Ở chỗ mình thì phích cắm thường là loại dệt. Lấy bộ tu vít đa năng của bạn ra nào. Chọn một đầu tu vít nhọn để tháo phần vỏ ngoài phích cắm ra. Bạn có thể bỏ phần còn lại đi vì chúng ta sẽ không cần đến nó đâu. Với phần này, chúng ta sẽ tháo mấy cái ốc ra để lấy được hai chân phích cắm. Mấy cái đinh vít này rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, nên phải tháo hết các ốc vít ra để có thể lấy được chúng nhé. Bạn có thể thắc mắc, làm sao mấy cái chân này có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị tấn công bất ngờ nhỉ? Cứ bình tĩnh, xem đến cuối video này bạn sẽ hiểu. Sau khi tháo ốc vít ra, bắt đầu gắn cái đầu cưa tròn tí hon từ những bộ phận cần thiết. Cho đến tận 2 năm trước, mình mới biết cách lắp cái này đấy. Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc cho tay vào đó chưa? Cho dù bạn biết điều gì sẽ xảy ra ấy. Suy nghĩ của chúng ta nhiều lúc thật khó hiểu. Cắt bỏ hoàn toàn phần nhựa cố định hai chân phích cắm. Khi đã lấy được chúng ra rồi, chúng ta sẽ ráp những bộ phận có thể truyền điện cho chúng. Mấy cái ống với dây này trông giống một bộ biến đổi công suất, hoặc đại loại là thế, mình cũng không biết nữa. Nhưng chúng sẽ có ích. Gắn một cái nam châm vào tua vít để tạo tư tính và hút những cái ốc nhỏ ra. Nhét một sợi lõi dây điện vào chân phích cắm, đặt ốc vít vào và xoáy chặt để sợi dây không tuột ra. Lặp lại các bước vừa rồi với sợi dây còn lại. Mấy cái này gợi cho mình nghĩ đến một cặp anten giống như của một con côn trùng khổng lồ. Khi đã xong rồi thì đặt chúng sang một bên và quay lại với phần trên của hộp kẹo nhé. Mở cái nắp ra và đổ keo nến quanh phần miệng nắp nơi kẹo đã được lấy ra ấy. Và đóng nó lại, mãi mãi luôn. Dùng mỏ hàn, dùi một cái lỗ trên phần nắp mà chúng ta vừa đóng dính lại. Sau đó đục một lỗ nữa, cách cái lỗ ban đầu khoảng 1cm để có thể nhét vừa hai chân phích cắm. Cố định chúng lại bằng keo nến. Hai chân phích cắm phải được đặt hướng vào nhau, chỉ chừa lại vài mm ở giữa. Tìm một cục pin có thể sạc lại được trong kho tàng pin của bạn, nối chúng với một cặp dây điện khác. Đem bộ biến đổi công suất và hai chân phích cắm trở lại để bắt đầu nối vào các đường mạch. Lấy băng dính cách điện quấn quanh mối nối vừa nãy. Mình là kiểu nhân vật trong phim mà được cảnh báo là đừng ấn cái nút màu đỏ mà vẫn làm ấy. Mình sẽ cảm thấy là bứt rứt nếu mà không làm thế. Nối phần dây mạch còn lại vào phần chân của nút đỏ và cố định cả hai mối nối bằng băng dính cách điện, hoặc bạn cũng có thể dùng mỏ hàn cũng được. Mình thì cuối cùng lại chọn cách thử dùng đèn hàn tự chế. Lỡ nói ra bí mật mất rồi. Lấy cái hộp hồi nãy và dùng kéo cắt cho tới khi chạm tới cái lỗ chúng ta đã tạo ra để có thể luồn mấy sợi dây mạch qua nó. Nối mấy sợi dây mạch với cục pin lại và đặt tất cả trong hộp kẹo. Đóng hộp lại và thế là xong. Giờ còn ai dám chôm tiền ăn trưa của bạn nữa nào? Chỉ một cái chạm thôi là điện giật đến tận óc. Nhưng mà chúng ta sẽ gọi nó là bật lửa điện cho hợp pháp. Ôi, đèn tắt mất rồi. Hồi còn nhỏ mình thích chơi với mấy thứ này. Mình đã rất háo hức mỗi khi nhìn thấy tia lửa bắn ra và khói bay lên, nhìn chúng khiến mình thật là hoài niệm. Chúng ta cũng cần một cái kẹp. Cẩn thận tách mảnh trên ra và tháo bỏ phần lẫy kim loại. Với hai mảnh còn lại của cái kẹp này thì việc tiếp theo là đánh dấu một góc 45 độ ở dưới một đường rãnh. Cắt bỏ phần đã đánh dấu đi bằng một cái dao thật là sắc. Có thể sẽ khó nếu bạn dùng dao rọc giấy đấy. Cắt xong thì ta gắn cái lẫy kim loại này lại. Đặt một chân vào vị trí mới này và chân còn lại vào vị trí ban đầu. Vậy là cái cỏ súng đã hoàn thành. Giờ hãy đi tìm cái đài radio cũ mà ông nội bạn từng dùng để nghe tin tức từ cả thế kỷ trước, vì chúng ta sẽ cần cái anten của nó. Đầu tiên, đo anten bằng cách ướm vào một mảnh của kẹp sao cho vừa. Dùng con dao nào thật sắc
và khỏe để tháo ốc vít ra và gỡ cái anten ra. Chúng ta có thể tùy chọn dụng cụ để cắt chỗ đã đánh dấu. Mình thì quyết định dùng dao rọc giấy vì mình lại thích tăng độ khó cho game đấy. Khi mà ta đã có được những cái ống kim loại rồi thì hãy dùng nó để đánh dấu cả hai mảnh gỗ bằng một cây bút chì để dễ nhìn thấy phần cắt. Làm tương tự với phần còn lại. Cá là bạn không thể đoán được chúng ta sẽ cắt bằng gì đúng không? Cho các bạn vài giây suy nghĩ đấy. Chính xác, chính là dao rọc giấy. Tại sao á? Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm với chỉ những dụng cụ cơ bản. Đầu tiên, tạo một vài đường cắt dọc chiều dài của phần đã được đánh dấu và sau đó loại bỏ vụn gỗ bằng động tác như thế này. Lời khuyên cho các bạn là nên đeo găng tay để tránh bị rằm đâm nhé. Mình thì không đeo vì mình lớn rồi và mình có kinh nghiệm nữa. Dùng giấy nhám chà mịn vết cắt để có thể đặt cái ống vừa khít vào trong. Ghép các mảnh lại và đánh dấu phần trên, chỗ mà phần đạn sẽ được đặt. Lựa theo cái rãnh của nó. Cắt phần đầu đã đánh dấu nhẹ như cắt một trái cà chua cho tới khi trông nó như thế này. Nhớ phải cắt cả hai bên nhé. Đổ keo vào mảnh còn lại mà không có rãnh ở trên ấy. Đây, gắn cái mảnh nhỏ của chúng ta cắt lúc nãy. Đặt một cái nút lên đầu ống kim loại và ấn chặt. Đổ keo nén vào để cố định cái ống kim loại. Khi keo đã khô thì cho thêm nhiều keo hơn nữa lên trên và đặt một mảnh kẹp nữa lên để che lại. Để tăng tính thẩm mỹ thì cắt bỏ phần keo thừa đi khi nó đã khô. Như vậy trông sẽ đẹp hơn nhiều. Và vẫn với con dao huyền thoại này, nãy thuốc pháo ra. Lấy một que diêm và cắt thật nhiều mảnh gỗ bằng kìm. Đây sẽ là phần thân của viên đạn. Nhỏ keo vào một đầu của mỗi mảnh và gắn vào bột pháo trong băng đạn. Dùng dao rọc giấy, cắt nhỏ băng đạn tí hon này ra. Lời khuyên cho các bạn là lót một mảnh bìa ở phía dưới để không làm xước cái bàn của mẹ nhé. Mấy cái này mignon thật đấy. Hãy cùng chiêm ngưỡng thành quả nào. Để được như vậy, tất cả những gì chúng ta phải làm là đặt mấy viên đạn này vào vị trí. Thật sự là một chiếc nỏ tự chế xinh xắn, giống y như cái mình có hồi bé. Thôi nào, đâu có ai khóc đâu. Không có gì có thể ngăn được sức mạnh này. Trên đây là tất cả những phát minh cho ngày hôm nay. Hãy xem qua kênh Giáo sư Sáng chế nếu bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra những phát minh đơn giản và tuyệt vời. Ngoài ra, đây là hai video về những phát minh còn tuyệt vời hơn nữa. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng mình trong video hướng dẫn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!